Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vocal Bobo. Trong khoảng thời gian trước, Vocal Bobo có hướng dẫn các bạn cách đã bật công tác tiếp cận trên dòng sản phẩm của Oppo Realme sử dụng hệ điều hành Android 11. Và Vocal Bobo cũng nhận khá là nhiều phản hồi của các bạn gửi về cho kênh fanpage của Vocal Bobo thì những dòng sản phẩm của Oppo Realme sử dụng hệ điều hành Android 10 chúng ta không thể nào bật được cái công tác tiếp cận như trên dòng sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android 11. Thì sau một khoảng thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thì Vocal Bobo cũng đã tìm ra được cách chúng ta bật được cái công tác bằng tiếp cận trên những dòng sản phẩm đang sử dụng hệ điều hành Android 10 của Oppo và Realme. Và cách để chúng ta bật ra sao thì các bước như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ok, thì trong clip trước vừa cùng Oppo có hướng dẫn các bạn cách để chúng ta bật cái công tắc bằng tiếp cận trên những dòng sản phẩm của Oppo Realme sử dụng hệ điều hành Android 11. Thì các bạn nào đã bật được rồi hoặc là chưa bật thì các bạn có thể truy cập vào kênh Vui Cùng Oppo để chúng ta xem lại ha. Thì các bạn có thể truy cập vào kênh Vui Cùng Oppo. Ok, chúng ta cũng có các bạn tính là Vui Cùng Oppo. Này, các bạn có thể truy cập vào kênh Vui Cùng Oppo, chúng ta sẽ bật. Các bạn vào trang nhé. Sau đây thì các bạn nhớ đăng ký kênh nhé và bấm chuông để thông báo nha các bạn, để nhận được những clip mới nhất. Chúng ta sẽ qua phần video. Này, tất cả công tắc trên Android 11 các bạn đây. Đó, thì các bạn có thể vào đây để chúng ta xem được cách các bạn. Thì trên tay của Oppo là dòng sản phẩm của Oppo là A15s, hiện tại đang sử dụng Android 10. Thì Oppo sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta bật cái công tắc tiếp cận trên cái dòng Oppo và cũng như Realme sử dụng hệ điều hành Android 10. Và khi chúng ta bật lên rồi, chúng ta sẽ trải nghiệm trên cái RAM Free Fire đó, nó xem nó có mượt mà hay là những cái điểm nhấm của trên cái tiếp cận đó nó có giống như Android 11 hay không, thì các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Ok, cách bật thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Trước tiên á thì các bạn sẽ vào ngoài màn hình chính, các bạn sẽ vào cài đặt, hoặc là trên cái thanh thông báo các bạn sẽ kéo xuống hình mình đang cưa, các bạn xuống sẽ vào cài đặt. Thứ hai thì các bạn sẽ vào là cài đặt bổ sung cho mình nhé. Đây, vào cài đặt bổ sung, các bạn sẽ tìm mình phần trở năng. Đây, lối tắt trở năng, thì các bạn sẽ bật hình lối tắt trở năng này lên. Khi mà các bạn bật lối tắt trở năng này lên thì dưới đây có một cái là dịch vụ lối tắt, thì các bạn sẽ chọn vào đây, thì các bạn sẽ chọn là tiếp cận bằng công tắc, chúng ta sẽ ok. Thì các bạn sẽ thoát ra ngoài, các bạn tới bước này thì các bạn làm từ từ nhé, bạn thoát ra ngoài đây, đây tới đây, tới phút phần ngoài ngoài hàng chính cài đặt. Đây là tới một phần khi mà bạn vào cài đặt thì các bạn sử dụng hai ngón tay của mình bấm cùng lúc với lum trừ và lum cộng, bấm và giữ cùng lúc nhé các bạn. Này, lum trừ và lum cộng. Đấy, đọc công tắc bằng tiếp cận. Khi mà các bạn bấm cùng lúc nó sẽ hiện lên cái thao tác cài đặt như trên Android 11, thì bạn sẽ chọn tiếp theo. Tiếp theo. Chúng ta sẽ chọn mặc định là một công tắc nha các bạn. Ok. Tiếp theo. Độ trễ 0.7 giây. Tiếp theo. Đấy, vậy là chúng ta đã bật được cái công tắc tiếp cận. Sau khi chúng ta đã bật được công tắc tiếp cận thì chúng ta sẽ vào game để chúng ta test xem cái độ nhạy cũng như là điểm tâm nhắm của cái công tắc tiếp cận trên Android 10 này nó có giống như Android 11 hay không, thì các bạn hãy cùng chờ kết quả nhé. Thì cái công tắc tiếp cận này thì chúng ta bật lên ta hỗ trợ cho các bạn đang là game thủ. Thì sau khi mà Google có hướng dẫn các bạn trên những dòng sản phẩm Android 11, thì sau một khoảng thời gian mà các bạn đã bật lên, các bạn trải nghiệm, thì Google cũng nhận nhiều khá phản hồi về tích cực của các bạn là các bạn đã nâng được lên một cái level mới, các bạn cảm thấy bắn nó các điểm nhắm nó chính xác hơn, level nó cao hơn. Ví dụ thông thường thì như bạn các bạn chưa bật á thì các bạn bắn tầm khoảng 4 đến 5 viên thì mới trúng điểm tâm trên cái đối phương. Thì khi mà các bạn bật lên rồi thì các bạn bắn tầm khoảng 3 viên, 2 viên. Ồ thì cái điểm hit shot của nó rất là cao. Đấy, cái đó là những cái phản hồi của các bạn đã sử dụng cái công tác tiếp cận gửi về cho kênh fanpage của Vucomo. Đó là những cái phản hồi tích cực. Thì khi mà các bạn chia sẻ qua những cái màn hình như thế này thì nó cũng chưa có thể là hoàn toàn là các bạn nhìn thấy được. Nhưng mà khi các bạn trải nghiệm thì không riêng về các bạn, Vua Cùng Bô cũng thấy khi mà các Vua Cùng Bô trải nghiệm á thì nó cũng khá là hay. Ok, thì chúng ta cùng nhau test trên cái game Free Fire nhé, xem độ nhảy của Android 10 công tắc tiếp cận nó hơi gườm gà hơn so với Android 11 thì nó có hỗ trợ mượt mà hay không. Thì các bạn công tắc của tiếp cận trên Android 11 cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ bằng vào cài đặt trở năng và các bạn bật công tắc tiếp cận lên thì chỉ cần mở công tắc tiếp cận thì nó sẽ xét qua cái quá trình.
Nhưng mà khi làm Android 10 thì nó hơi phức tạp hơn xíu, nhưng mà cũng không quá là khó ha các bạn. Các bạn có thể làm theo hướng dẫn. Ví dụ như các bạn không thể thao tác được, hoặc thì các bạn có thể truy cập vào kênh fanpage của Vuông Combo. Các bạn gửi về thông tin cho Vuông Combo thì những dòng sản phẩm nào bạn bật không được thì Vuông Combo sẽ tìm hiểu và nghiên cứu xem những cái phiên bản đó có hỗ trợ hay không và sẽ phản hồi nhanh nhất cho các bạn. Ngoài ra thì không riêng về những cái công tắc được tiếp cận hoặc trong quá trình các bạn sử dụng á, các bạn có những cái lỗi phát sinh á thì các bạn không biết xử lý á, thì các bạn cũng có thể truy cập vào kênh fanpage hoặc là các bạn truy cập vào YouTube để lại comment về bên dưới về những cái lỗi mà các bạn đang gặp, thì Vuông Combo sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái lỗi đó ví dụ có thể khắc phục được cả nhà. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi về chi tiết nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhảy. Ok, thì tạm thời mình sẽ tắt âm thanh nha, sợ nó sẽ đụng với bản quyền gì đó nó không hay. Thì mình chúng ta sẽ tạm thời tắt âm thanh. Thường thường thì chúng ta chơi game thì ta bật âm thanh thì nó sẽ nghe hay hơn. Nhảy nha các bạn. Đây, chúng ta chung chờ xem cái điểm nhắm. Cái này Vuông Combo đã bật công tắc bằng tiếp cận mà cũng không bỏ vào không gian trò chơi nha các bạn. Đây, sử dụng Android 10 thì cảm nhận nó cũng khá là mượt mà này. Thì chúng ta đi kiếm đồ xong rồi giờ chúng ta sẽ đi kiếm đối phương để chúng ta test được cái công tắc bằng tiếp cận. Hầu như game Free Fire này thì bạn nào cũng đều có sử dụng qua. Ok, thì Vuông Combo cũng rất là tập tành chơi để giao lưu với các bạn. Ok, mình thấy thấy đối phương ở trên bản đồ rồi. Nhưng mà mặt chưa có full đồ nên cũng không dám đi ra. Ok, chúng ta tạm thời ta kiếm một đối phương nào chúng ta sẽ test thử nha các bạn. Thấy rồi. Nãy các bạn thấy không? Đấy. Quá là tuyệt vời. Ngay là tâm nhắm luôn, điểm độ nhạy cũng khá là chính xác. Đấy, mình tiếp test thêm một tướng nữa nha các bạn, một người nữa nha các bạn. Hay này này. Xa quá nha. Từ nhà mình chạy theo nha. Mình test xong thêm một bạn này nữa rồi mình sẽ thoát ra. Ok, vì thời lượng cũng không quá là nhiều cho nên Vuông Combo chỉ test đơn giản cho các bạn thôi. Đạn đó các bạn thấy không, một viên một tức là đã ngắm không trúng, đưa lên tâm nhắm là một chỉ một viên một là đối phương đã bị hit shot. Wow, quá là tuyệt vời. Ok, thì các bạn thấy không, đó là cách để chúng ta bật được cái công tắc bằng tiếp cận trên Android 10 thì cũng khá là đơn giản thôi. Ok, tạm thời chúng ta sẽ thoát ra nha các bạn. Đấy, thì cách đặt cũng khá là đơn giản nha. Vuông sẽ hướng dẫn lại. Thứ nhất, bạn vào cài đặt này. Vào phần cài bổ sung, vào trả năng. Đấy, về vòng trả năng, rồi các bạn sẽ vào đối tắc bằng công tắc. Khi mà các bạn bật đối tắc bằng công tắc rồi, bạn sẽ thoát ra. Tới bước phần một cài đặt, thì bạn sẽ dùng hai ngón tay bấm và giữ phím âm lượng 1 lên trừ liên tục cho đến khi cái hiển thị bằng công tắc nó sẽ mở lên. Thì các bạn chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt. Ok, đấy, các bạn thấy không? Thì qua những cái bước mà Vuông Combo thực hiện thì những cái điểm nhắm cũng như cái lần chạm trên màn hình cũng khá là mượt mà và hấp dẫn. Ok, thì vì thời lượng cũng có hạn, Vuông Combo chỉ hướng dẫn cho bạn tới đây thôi. Thì trong quá trình quay sử dụng, các bạn muốn cần hỗ trợ, các bạn có thể comment về bên dưới. Vuông Combo sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Chúc bạn trải nghiệm thú vị và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.